Cô chào tất cả các em học sinh khối 6. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp 15, đó là bài đọc nhạc số 4. Các em hãy quan sát bài đọc nhạc số 4 và nhận xét cho cô về cao độ, trường độ và nhịp độ. Câu thứ nhất, bài đọc nhạc số 4 được viết ở nhịp mấy? Cao độ gồm những hình nốt tên gì, trường độ gồm những hình nốt nào? Cô mời các em cùng suy nghĩ. Cô chờ chúng ta cùng nhìn vào bài và trả lời một số câu hỏi. Bài đọc nhạc số 4 này được viết ở nhịp 2-4. Cao độ có trong bài gồm nốt đồ, mi, fa, son, la, si, đố. Trường độ thì có nốt đen một phách, nốt đen chấm dôi một phách rưỡi, nốt mốc đơn nửa phách, nốt trắng hai phách. Trước khi vào học tập tục nhạc, cô mời các em hãy luyện âm hình tiết tấu sau. Chúng ta thấy âm hình tiết tấu này được viết ở nhịp 2-4 và gồm các nốt như là đen chấm dôi, nốt mốc đơn và nốt trắng. Cô mời các em cùng đọc theo cô. Đen, đơn, đen, đơn, đơn, đen, đen, trắng. Các em cùng đọc một lần nữa. Đen, đơn, đen, đơn, đơn, đen, đen, trắng. Chúng ta cùng vỗ tiết tấu. Đen, đơn, đen, đơn, đơn, đen, đen, trắng, nghỉ. Các em cùng vỗ một lần nữa với cô. Đen, đơn, đen, đơn, đơn, đen, đen, trắng, nghỉ. Các em cùng đọc tên nốt bài đọc nhạc số 4 với cô. Nốt đầu tiên là nốt đô. Tiếp theo, si, đô, đô, si, son, 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 fa, mi, fa, fa, mi, đô, đô, đô. Tiếp tục với cô nào. Đô, si, đô, đô, si, son, 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 đô, si, son, son, si, đô, đô, đô. Các em cùng đọc với cô một lần nữa để nhớ mặt nốt. Đô, si, đô, đô, si, son, 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 fa, mi, fa, fa, mi, đô, 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 si, đô, đô, si, son, 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 đô, si, son, son, si, đô, đô, đô. Ở bài này cô sẽ chia làm 4 câu. Câu thứ nhất, từ nốt đô đến nốt son. Câu thứ hai, từ nốt fa xuống nốt đô. Câu thứ ba, từ nốt đô xuống nốt son. Và câu cuối cùng là câu thứ tư, đô tới đô. Và ở đây chúng ta sẽ thấy câu thứ nhất và câu thứ ba giống nhau. Cô mời các em bắt đầu, chúng ta tập hát từng câu. Cô mời các em cùng nghe mẫu giai điệu bài đọc nhạc số 4. Cô mời các em cùng nghe mẫu câu 1 và 2.
em cùng nhẩm theo. Các em cùng đọc nốt nhạc câu 1 và 2. Cô mời các em cùng nghe câu 3, 4. Các em cùng nghe lại một lần nữa và nhẩm theo. Các em cùng đọc tên nốt câu 3, 4. Cô mời các em cùng đọc hoàn chỉnh cả bài tập tục nhạc số 4. Khi học xong bài đọc nhạc, các em hãy sử dụng âm hình tiết tấu dưới đây để gọi đệm cho bài đọc nhạc số 4. Chúng ta cùng tập vỗ tay theo âm hình tiết tấu này nhé. Âm hình tiết tấu này cũng sẽ được viết ở nhịp 2-4, gồm hình nốt đen và nốt móc đơn. Đen, đơn, đơn, đen, đen. Các em vỗ lại một lần nữa với cô. Đen, đơn, đơn, đen, đen. Rồi bây giờ cô cho chúng ta sẽ áp dụng vào bài đọc nhạc. Tiết học của chúng ta đến đây kết thúc. Ở nhà các em luyện đọc bài đọc nhạc số 4 và nhớ vẽ bài đọc nhạc số 4 vào tập. Ôn lại bài hát đi cắt lúa và chuẩn bị nội dung tiết sau chúng ta sẽ học nhạc lý cung và nửa cung. Cô chào tất cả các em và hẹn gặp lại ở tiết sau.